nó nóng không nè. Xin chào quý ông bà, cô dì, chú bác và anh chị đang xem trên kênh Bác Thành Vlog nha. Vâng, thì hôm nay Thành sẽ dẫn cả nhà mình đi xem trên cánh đồng của nhà Thành. Hôm nay vào vụ mùa mới nha cả nhà. Thì Thành sẽ dẫn quý cô bác và anh chị sẽ đến cánh đồng của Thành coi xem những người dân ở quê Thành họ cấy cành như thế nào nha. Thì xem họ thuê máy hay là dùng con trâu con bò để cày bừa nha cả nhà. Thì họ quăng giống như thế nào thì Thành sẽ dẫn cả nhà, mời cả nhà lên cánh đồng. Thành sẽ xem những người nông dân của Thành đang làm mùa mới nha. Bây giờ làm thì khoảng tháng 4 mới gặt lúa nha cả nhà. Đấy, thì mời cả nhà theo chân Thành nha. Thành chào cả nhà, Thành đang đi quay clip nha. Đấy. Hello cả nhà, Thảo đang like TikTok cả nhà ơi. Còn đây là anh Thảo đang like TikTok nha cả nhà. Thảo đang like TikTok, mong cả nhà ủng hộ cho em trai Thảo Bá Thành Vlog nha cả nhà. Thảo cảm ơn cả nhà nhiều cả nhà. Thảo đang like stream TikTok, gần 4.000 người đang xem này cả nhà ơi. Để quay cái công đoạn người ta gieo cái cành thế nào đấy. Đấy, xung quanh đây thì người ta cũng chưa gieo xong như cả nhà, chưa làm. Có một số người thì làm rồi. Đấy. Đâu bác? Quay cái đoạn video. Bác ấy đang phun thuốc sâu, thuốc cỏ. Hai vợ chồng bác nông dân đang làm việc. Đấy, đang máy vừa cày xong, bây giờ làm cho đất nó bằng phẳng để gieo lúa nha cả nhà, quăng giống nha. Đấy, hai bác đang làm những vất vả lắm. Đấy cả nhà, đây là máy bừa nha cả nhà. Thì nếu ai có trâu bò thì chỉ cần dùng bò dùng trâu bừa, còn nếu mà gia đình nào không có trâu bò thì phải thuê máy nha cả nhà. Một trào thì khoảng 100 mấy ngàn nha cả nhà ơi. Đó, máy bừa rất là hiệu quả luôn. Đó. Đấy, xin giới thiệu cả nhà, đây là giống này. Đây là đó, đầm ra mầm này. Đó, rất là đẹp luôn. Thì bây giờ đấy. Bây giờ chị đây sẽ quăng giống nha. Đấy, ruộng đây. Đó. Người dân ở đây chuẩn bị quăng giống làm vụ mùa vào tháng 4 rồi bạn cả nhà. Đấy là vụ mùa đầu năm. Đấy. Thì qua thành cảnh thì quăng giống đấy. Đó, rớt đấy, đó, ở nhà thấy không? Đó. Nhìn rất là sành điệu luôn nha. Đấy cả nhà, cả nhà thấy chị quăng giống không? Đấy. Đấy, người nông dân của quê Thành vậy đấy cả nhà.
Còn đây là một bác đang dùng cuốc để vét nước cho nó trong ruộng nó chảy ra để cho nó thoát nước để gieo nha cả nhà. Còn một anh áo xanh thì đang quăng lân đạm nha cả nhà ơi. Đấy, quăng lân đạm cho đều để chuẩn bị quăng giống. Đó, cả nhà thấy không? Hai bố con đang làm việc đấy. Nhìn hai bố con làm việc hăng say luôn nha cả nhà. Đó, còn bên ruộng chỉ này thì đang dùng một cây gỗ để kéo cho nó đều. Thì chỉ này vừa là đổ phân xong nha cả nhà. Để kéo cho đều cho nó để đổ quăng giống cho nó đều nha cả nhà ơi. Đây là một anh thanh niên chuẩn bị kéo hồi nãy giống cái chị kia kéo nha cả nhà. Thì hồi nãy Thành cũng nói đó, kéo cho nó bằng phẳng đất và vừa đều phân lân đạm để quăng giống cho nó đẹp nha cả nhà ơi. Đấy, hai bố con đang làm việc đấy, bố thì đang quăng giống, còn anh chàng thì đang kéo. Nhìn rất là vất vả nha cả nhà, rất là mệt luôn á. Đó cả nhà ơi, còn đây mới là đặc biệt nè. Một bác nông dân đang dùng một con bò để bừa nha cả nhà. Đấy, cái này gọi là cái bừa. Chắc bác đã cày xong rồi, bây giờ dùng bò để bừa cho đều nha cả nhà ơi. Đấy, thì bác này thì có bò thì dùng bò để kéo nha cả nhà, không cần thuê máy đâu. Thì trâu bò thì phải giúp cho mình làm ruộng nha cả nhà. Đấy, thì đến mùa thì dùng bò để cày bừa để gieo mạ. Đấy, bác đang cày nhìn rất là chuyên nghiệp và ok luôn. Đấy, con bò rất là khỏe luôn, kéo bừa rất là đều và vất vả. Đó, cả nhà thấy không? Ở gần nhà Thành này cũng chuẩn bị đồ quăng giống nha cả nhà. Đây là lúa giống này. Thành bây giờ Thành hỏi anh làm nghề này mấy đâu anh? Tư vấn chia sẻ cho khán giả xem nghề này rất là vất vả đúng không? Làm nghề này mệt lắm. Và thứ hai là đây làm được như để nông dân làm được lúa cho dân làm được. Quá trình dài đúng không? Vừa quăng giống mà vừa đổ đạm mà đấy, công sức mình làm ra được hạt lúa ăn là rất là vất vả nha cả nhà. Đấy cho nên kiếm được đồng bạc rất là khó khăn luôn. Đó. Đó bây giờ anh sẽ đi quăng giống. Đấy. Anh này là chưa có vợ nha cả nhà, còn thanh niên cứng luôn. Nhìn anh ta quăng giống rất là sành đều luôn nha. Đấy, ai mà lấy được anh ta về thì anh này làm việc rất là tốt luôn, chăm chỉ luôn, vừa quăng giống vừa
đủ phân đủ đạm, rất là ok luôn. Đấy, việc gì cũng làm được hết nha cả nhà. Đó cả nhà, cả nhà thấy sau lưng Thành có nhiều người dân đấy quan giống đấy. Thì bây giờ vào vụ mùa đầu thì ra tháng 4 mới gặt nha cả nhà. Đấy, phải ra Tết. Thì hồi nãy giờ Thành cũng đi review và quay những cái bác nông dân cày bừa và gieo lúa đổ phân như thế nào rồi. Thì quý khán giả cũng đã biết rồi đó. Thì Thành xin phép tạm ngưng video đây nha cả nhà. Nếu cả nhà yêu quý bến Thành thì cho Thành like và đăng ký kênh ủng hộ cho Thành nha. Xin chào tạm biệt cả nhà. Bye bye.